tập 3 cực phẩm mạc thế. Kim Vũ ô kết hợp hành động. Danh sách phần thưởng liên kết hành động là nhiều như vậy sao? Thưởng từ 10 vạn đến 100 vạn. Con được lựa chọn chiến thuật E đến F được chưa? Mọi người đứng đầu danh sách liên kết hành động sẽ được mời làm cố vấn an toàn cho căn cứ quân sự vui. Có thể tự do ra vào căn cứ quân sự Vũ Ư quân đội. Hiệp hội lính đánh thuê. Sau đêm tình vấn, thế giới biến dị vẫn đang tiếp tục số lượng quái thú gia tăng nhanh chóng. Mà thú vật đang có kim định lái đang dậy thờ 10 phần. Nếu như không được khống chế, sẽ rất dễ xuất hiện thú triệu. Vì đã khống chế số lượng quái thú đang gia tăng, thế lực ba bên đã tiến hành liên minh hợp đồng. Hành động thế kỷ, tiến hành săn bắn quy mô lớn. Phần thưởng cho hành động liên minh lục này lần này hậu hĩnh hơn lần trước rất nhiều. Nằm trong top 10 có thể trở thành cố vấn an ninh cho căn cứ quân sự vô. Cố vấn an ninh mới có tư cách ở khu cấm của căn cứ. Lo mà học kỹ năng chiến đấu cấp D đi. Sự này 10 người đứng đầu hành động liên hợp đều là chiến sĩ tình vẫn cao cấp. Một người trung cấp như cậu đừng có mà nằm mơ nữa. Trở thành cố vấn an toàn có thể tự do ra vào khu cấm của căn cứ. Vậy là có thể tiếp nhận được cái kết an toàn đó. 10 người đứng đầu trong vụ hành động liên hợp sao? Thành viên hiệp hội chuẩn bị tham gia hành động liên hợp vui lòng lên tầng 2 để đăng ký. Còn phải xác nhận khế ước sinh tử à? Cũng đúng, cái loại hành động liên hợp này tương đương với cái loại đại quy mô tác chiến, xuất hiện thường vòng cũng đều khó tránh khỏi. Tiểu Phạm cũng muốn tham gia hành động liên hợp lần này sao? Cậu ấy mới chỉ là chiến sĩ tình vẫn sơ cấp mà, quá nguy hiểm rồi. Bạn Đề, đến lúc hành động tìm cơ hội vào cùng đội của Tiểu Phạm, bảo vệ cậu ấy một chút đi. Đề không muốn. Nói như vậy thằng nhóc này cũng khá là mạnh đây. Đồ Bàn thân phận con trai của hội trưởng hiệp hội lính đánh thuê Đồ Hạo, tuổi tác 15, thực lực thì chiến sĩ tình vận trung cấp, thiên phú thì thiên sinh thần lực. Tại sao lại phải bảo vệ một tên đàn ông? Nếu là mỹ nữ thì có nghe được. Như tỷ tỷ sao chị lại quan tâm đến cái tịch ống ẻo đó như vậy chứ? Chị có phải nhìn trúng hắn ta đâu không? Rõ ràng là đã nói đợi sau khi ta lớn lên sẽ kết giao với ta mà. Tỷ thấy lòng rồi là người phụ nữ lật mắt. Ta không có thấy lòng, chỉ là nhìn Tiểu Phạm rất giống đệ đệ ở quê của ta. Cậu ta sao có chỗ nào có thể so được với bằng đệ đệ chứ? Nếu như đệ đồng ý đợi mũi mũi của ta đến Kim Thành, ta sẽ bảo mũi ấy làm bạn gái của đệ thế nào? Mũi mũi của ta còn xinh đẹp hơn ta nhiều đó. Tuổi tác cũng tầm tầm cỡ đỡ thôi. Thật sao? Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Như tỷ tỷ ta cho phép tỷ ngắm cái tịch ống mèo này. Như tỷ tỷ à, tỷ nhớ giới thiệu mùi mùi cho ta đó nha. Nói lời phải giữ lời đó. Đương nhiên rồi. Tiểu quỷ này ta đương nhiên là lừa đỡ rồi. Ta chính là cô gái duy nhất ở nhà đó. Đường tàu riêng của Kim U Quân Dụng. Đây là tàu riêng của Quân Dụng Thông Vũ U Sơn sao? Các bậc phòng vừa quả nhiên mạnh hơn nhiều so với đoàn tàu thành phố. Sau đêm tình vấn, giao thông giữa các thành phố trong nước từng bị tê liệt. Và chỉ trong những năm gần đây giao thông tàu hỏa mới được khôi phục. Chỉ là bây giờ vé tàu đều có giá trên trời, người bình thường căn bản không mua nổi. Sở dĩ vé tàu đắt đỏ như vậy là vì cảnh hoang vu bên trong ngoài thành phố quá nguy hiểm. Vùng hoang vu giữa thành phố Kim Ninh và Vũ U Sơn còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Một con cánh chim, đầu chuột, thân người, đuôi gà, vải thuốc cấp đồ, cấp đề hồ điêu. Sẽ có những con quái thú cấp đề ở vùng hoang dã bên ngôi thành Kim Ninh. Quá nguy hiểm rồi. Khó trách thế lực bên ba bên lại muốn hợp tác với nhau, tiến hành hành động liên hợp. Sắp lên trời đầu vào của Vũ Sơn rồi, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng xuống xe. Lê Hoàng Võ thân phận Kim Ninh Thành Lê Gia, tuổi tác 24 tuổi, thực lực chiến sĩ tình võng cao cấp. Chuẩn bị xuất phát. Bộ hội trưởng Lê Trường Lão, hai nhà các ông đúng là có người nối nghiệp mà. Bộ bàn Lê Hoàng Võ hại tình nhóc này, lần này rất có khả năng sẽ đứng đầu bảng. Tổng giáo quan căn cứ quân sự Vũ U,
Ngụy Thần Sơn. Con trai tôi còn kém lắm, ngược lại là Lý Gia. Để qua vài năm nữa thì Lê Hoàng Võ sẽ bước lên chiến tướng. Đệ nhất gia tộc Tinh Võng Kim Bình Thành buộc phải thuộc về Lê Gia rồi. Bồ Hào hội trưởng công hội lĩnh đánh thừa Kim Ninh Thành. Hoàng Võ còn kém xa lắm. Con trai của Bồ hội trưởng mới là được gọi là kinh tài tuyệt thế. Có điều 15 tuổi ra là chiến sĩ Tinh Võng trung cấp, lại thêm thiên sinh thần lực, đúng là khiến cho người ta khâm mộ mà. Lì chúng gia chủ Liệt và Kim Ninh Thành, hai cái con cáo già này, hai cái vai hờ ha. Khu vực liên hợp hành động nằm ở ngoài núi Vũ Ô. Ở đây là đại hình hỗn hợp thú vật vàng mỡ, cấp bậc cao cấp ở quái thú cũng không vượt quá cấp D. Cách tính điểm hành động sang quái thú cấp E nhận 1 điểm, quái thú cấp E nhận 10 điểm, cấp D thì nhận 100 điểm. Thời gian liên hợp hành động 3 ngày, trước mắt muốn top 10 thấp nhất phải hơn 500 điểm. Muốn nắm chắc top 10 phải có 600 điểm trở lên. Sao lại yên tĩnh như vậy? Suốt trên đường một con quái thú cũng không thấy. Hả? Đây. Đây là một đống nhện nhện con. Con có kẻ rắn rít. Nhện cha Vũ Nhàm tri chú. Nhện Vũ Nhàm. Quái thú cấp F, quái vật đặc biệt có xung quanh núi Vũ. Tơ và răng nanh của loài nhện này đâu có độc. Đáng sợ là nhện Vũ Nhàm là động vật quần cư, số lượng hàng trăm hàng ngàn con. Thị trấn nhỏ Hồn Vũ này thực ra là hang ổ của nhện Nhàm Vũ. Hang ổ của quái thú cấp F sao? Tuy rằng có thể đạt được kinh nghiệm lớn, nhưng mà với thực lực hiện tại của mình, đối phó với quái thú cấp F quá là dễ dàng quá mà. Cái loại nhện Vũ Nhàm này cây thức rất cao, về lãnh địa chúng trong chốc lát tạo thành hang ổ, chỉ giết chết những động vật sinh sống khu vực lân cận. Cũng có thể nói là không thể tìm thấy cái loại quái thú khác ở khu vực xung quanh. Chẳng trách trên đường đi không bắt gặp một quái thú nào cả. Vì này không hay tí nào so với kế hoạch dự tính của mình cả. Kế hoạch ban đầu là săn giết quái thú cấp E là chính, vừa có kinh nghiệm vừa có điểm thuộc tính. Xác của quái vật cấp E còn đánh giá là có thể kiếm được một khoản lớn đi chứ. Hai. Một trạng thái, họ tên Tả Phạm, level chiến sĩ Tinh Võng trung cấp, tinh thần 41, sức mạnh 45, thể chất 42, nhanh nhẹn 50, thuộc tính phân phối còn 9. Giết nhiều quá nhiều thú cấp như vậy mà đến một điểm thuộc tính cũng không tăng, ai đau lòng quá đi. Vừa hay mượn chúng mày đã rèn luyện thần pháp chiến kỹ vừa mới nhập môn đi. Thần pháp cấp F Liễu Diệp Bộ, quá tuyệt vời. Có thần pháp chiến kỹ đúng là khác biệt. Cho dù chỉ là mới nhập môn, nhưng mấy cái con nhện Vũ Nhàm này cũng không đóng vào mình một tí nào cả. Kỹ năng cảm trì sơ cấp chiến kỹ Liễu Diệp Bộ cấp E nhập môn. Liễu Diệp Bộ này cũng thần pháo cốt ép tốt nhất là mình tìm được sở giao dịch vàng bắt mới được. Nhưng tu luyện cũng khá vất vả, mà đã luyện hơn 10 ngày rồi nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng nhập môn. Lớp học tiểu phàm rèn luyện chiến kỹ điểm chỉ ở mức 4 mức, lần lượt là nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Thời gian liên kết hành động chỉ có 3 ngày thôi, không thể trì hoãn thời gian được nữa rồi. Và nhanh chóng giải quyết hết cái hang động của bồn nhện Vũ Nhàm rồi đi săn giết qua thứ cấp E thôi. Hướng kia đuổi theo, không được để cái thằng nhãi đó chạy mất. Thằng nhóc hồi nãy bảo vệ đội bảo vệ thằng mẹ này mà. Rốt cuộc là ai âm mưu hại mình gây bấy nhiều nơi như vậy? Nhất định là người rất hiểu về thói quen của mình. Đợi ra được coi đây, nhất định phải tốn được cái tình đó cho hắn ta một trận mới được. Đi lên đây nào. Toàn rồi, nơi này là hang ổ của nhện Vũ Nhàm. Chẳng phải là mình vừa mới đi ngang qua đây sao? Ây tôi rồi, chúng mình đã bị thương bởi hạt trăm con nhện Vũ Nhàm bảo vệ thế này. Nếu bị lũ nhện Vũ Nhàm này cắn vài nhát
Thì hả, chẳng phải đi đời nhà ma rồi sao? Ôi toàn rồi ông giáo ơi. Không, tôi không muốn chết. Tôi còn phải ăn đặc sản ở Việt Nam cơ. Ừ, tôi vẫn còn là dạy tân mà. Ừ, trong lúc khóc lóc đó thì mày đã giật hết rồi. Ế, cái gì? Tên nhãi này cũng tới tham gia liên kết hành động ư? Quân đội sao lại phờ chuẩn chứ? Ừ, mới có nước mắt. Anh ta là người mà sư tỷ nhờ mình giúp đỡ. Cái đám vụ nhàm đó đều là do anh ta giải quyết rồi sao? Anh ta có thật là chiến sĩ tình vẫn sơ cấp không vậy? Này mập, vết thương của cậu không có gì to tát cả, nhưng không thể tiếp tục tham gia liên kết hành động nữa. Hãy ở đây đợi đội cứu viện đi. Tôi đi đây. Anh nói ai là mập chết tiệt hả? Tôi là bồ bàng đất sở chưa hả? Ồ, không quen. Mình có nói chữ chết tiệt đâu ta. Ai chết quên. Như tỷ nói là cái tên này mới đến thành phố Kim nửa tháng, chắc là chưa nghe danh y danh của ông đây. Ai cứ đợi đấy, đợi ra khỏi đây nhất định sẽ cho cái tên này biết xử lại lợi hại của ông đây. Hiện tại thì mình đã bị truy sát, ngon nhỡ bị đám kia nhìn thấy, à chẳng phải đã chết không có chỗ chôn thân ư? À, trước với tường khỏi phải bắt tên này bảo vệ mình mới được. Ừ, cuối cùng không biết ai đã bảo vệ ai đây. Này ông anh, tôi xem vừa nãy là anh xuất chiêu liễu diệp bộ đúng chứ? Thần pháp ấy quá cửa bắp, cấp độ kém thì không nói mà lại còn khó luyện này chứ. Tôi có thân pháp liễu tự thẩm cấp E, hiệu quả tốt còn dễ luyện nữa, anh có muốn thử không? Thật sao? Thân pháp liễu tự cẩm cấp E à? Đúng vậy, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. 3 ngày liên kết hành động này anh phụ trách bảo vệ tôi, thù lao là thân pháp liễu tự thập cấp E. Thân pháp cấp E. Em mập à, cậu cũng chém gió quá rồi đó. À, ai chém gió hả? Bồ bàng tôi là thiên tài nổi tiếng ở thành phố Kim Ninh, bố của tôi là Bồ Hào đó. Còn nữa, anh đừng có gọi tôi là mập nữa, tôi đây chất khỏe chứ không phải là béo mập nha. Ừ, có thật không? Hình như hội trưởng Dụng Bình công hội thành phố Kim nên tên là Bồ Hào. Đương nhiên là thật rồi, ai mà đi nhận vợ bố chứ. Bồ Hào chính là bố của tôi. Tôi bị người ta âm mưu hại, chúng còn đang truy sát tôi nữa. Liệu tự thẩm có truyền cho anh xong việc còn có các tù lao khác, đấy đều là sự thật. Ừ, thẳng thắn như vậy sao? Chiến kỹ liệu tự thẩm cấp E đã nắm vững, chỉ cần đã được khẩu quyết thì hệ thống chiến thần sẽ hiển thị kiên kỹ. Sao dám định những kỹ phẩm cấp như thế này, đúng là tiện lợi mà. Cái tên ổng mèo này chắc là bị dọa sợ đúng rồi. Thân pháp cấp E giá trị 100.000 cũng chỉ là thứ ông đấy vấy tay là có đó. Ai chốt đơn, đợi tôi thanh lý xong cái hàng ổ nhện vụ nhạm rồi sẽ đưa cậu đến núi vụ, nơi đó sẽ bí mật an toàn hơn. Xin giới thiệu, tôi là Tả Phạm. Ừ, hay lắm hay lắm, tên của thằng ống eo như anh tôi biết lâu rồi. Ừ, có kẻ địch lại bồ bàng thiếu gia, có nghĩ rằng dựa vào đồ chọn bị thương kia mà có thể thoát khỏi được sự truy đuổi của chúng tôi sao? Đó là cô ông cháu cha mà. Mấy cái tên khốn nạn sau lưng các người đã đuổi đến tận đây rồi sao? Cô chịu cho sớm đi, không phải tốt hơn sao? Lại còn liên lụy tới một kẻ xui xẻo nữa. Phạm Tiểu Ca, ba người này chính là người đang truy sát tôi. Lát nữa anh giữ chọn bọn chúng, tôi chỉ tìm cơ hội tháo chạy. À, thật ra trước đây như tỷ nhờ tôi ở trong liên kết hành động giúp đỡ anh, không ngờ lại cuốn anh vào nguy hiểm như thế này, tôi là xin lỗi. Sau khi tôi tháo chạy sẽ nói việc này với bố đầu mới báo thù cho tôi. Như tỷ nhờ tên mập này à? Muốn chạy có chạy đằng trời. Bồ thiếu gia, cậu hãy chết cùng với cái tên xui xẻo này đi. Các người cho rằng ngụy trang như vậy bốn thiếu gia này không biết các người là ai sao? Mấy con chó nhà Lê gia nuôi, đứng cách xa như vậy có thể người thấy một cái mùi thối trên người các người rồi. Dạ, sao cậu lại nhận ra được? Ngu học, nó đang gạ mày đó. Kim Ninh Lý giá, sao lại nghe thấy quen tai thế nhỉ? Tư lệnh Tạ Huy à, mạng của con cháu Lý gia chúng tôi mạng đều là do ngài cứu, sau này Lý gia chúng tôi tê sống chết phục tùng ngài. Không hổ danh là con trai của tư lệnh Tạ Huy, vừa nhìn đã biết thiên sinh bất phàm, sau này trưởng thành nhất định là anh hùng quốc.
Sau này Phạm Thiếu Gia có bất kỳ việc gì phân phó cứ đến tìm lão Lý tôi đây. Thẩm phán đại nhân, chính là người này tự ý rời bỏ vị trí khiến cho thành phố Đồng Hải rơi vào tay giặc tối tay trời. Điều tra, theo thời gian điều tra, thành phố S đã bị quái thú tấn công. Táo Huy đã rời khỏi thành phố S, tự ý rời bỏ vị trí công tác tối ác tay trời. Kim Ninh Lý Gia, gia chủ Lý, chúng của Lý Gia. Đúng, chính là lão hối đó. Lê chúng, cái tịch khốn nạn Lý Oán trả ơn, vu hãm hại cho trả tớ. Nhân lúc này, mau chạy đi. Cái tên xui xẻo này, ai bảo mày gặp cái tên nhãi bồ bàng này cơ chứ. Đi chết đi. Wow. Cái tên ống eo này làm sao có thể? Thực lực tên tiểu tử này sao lại mạnh như vậy chứ? Hắn là gì? Mấy cái con chó chó nhà Lê Gia, thực lực còn yếu, tên nào cũng đều là chiến sĩ tinh vận trung cấp. Trong tay còn có vũ trang tinh vận cấp E, cấp F nữa chứ. Không được, xem thường chúng rồi. Muốn đối phó với bọn chúng cũng không phải là khó, nhưng cũng không thể giải quyết trong phút chốc được. Nếu như rơi vào cuộc chiến, ngồi nhớ bọn chúng còn có trợ thủ thì vừa mới màng thì phải dốc toàn lực đánh thôi. Kích họ cảm chi, ra thì trước sẽ chiếm lợi thế. Liễu Diệp Bộ, cẩn thận, cái thằng rành này rất lợi hại, là cao thủ chiến sĩ tình vận trung cấp đó. Hòa tốc độ nhanh thật, tất cả ra tay đi, dùng dốc toàn lực xử thằng rành này, đừng để cho nó chạy thoát. Cái tên ống eo này sao có thể lợi hại như vậy chứ? Chi Như còn bảo mình bảo vệ hắn, thực lực của hắn so với bổn thiếu gia đây cũng chỉ kém hơn xíu thôi. Tiếp tục như thế này sẽ không ổn, sẽ rơi vào trận chiến không hồi kết mất. Phải dựng tới y lực thực sự của thích công tôi, đánh nhanh thắng nhanh. Rành con này còn non lắm, muốn khởi động thu hoạch kịch phát à? Mày nghĩ mày sẽ có cơ hội sao? Y nhóc, vừa rồi chiến sùng lắm à, nhà vô đánh hiệp nữa đi. Cơm chịu số phận đi, mày và thằng béo bồi bạn cùng đi chết đi. Phiền phức rồi, tốc độ của Lý Di Bộ không con được tên béo này. Nếu chồng mình không bị thua thì sao có thể rơi vào hoàn cảnh này chứ? Còn làm liên lụy tới Phạm Tiểu Ca. Ba cái tên này phối hợp rất ăn ý, liên mạch thầy nhau tấn công gần xa, không thể tránh đồn nổi. Không được rồi, như thế này việc bị hao tổn mà chết mất, chứ dù trả giá thế nào đi nữa cũng phải phá sự kết hợp với bọn chúng. Này mập, con cứ động được chứ? Còn nào, các người không phải muốn giết ông đi sao? Các bản lĩnh thì xông lên đi, đừng để nó chạy. Chính là lúc này, đánh từng con riêng lẻ. Không lạc đàn thì chết thôi. Lão Nhị, Nhị ca, ây da, hơi nguy hiểm quá, xem chút nữa thì đi đời nhà ma rồi. Vẫn còn hai tên, nhưng mình bị thương không nhẹ. Nhận điểm thuộc tính 1, điểm thuộc tính chưa phân phối 10. Dám giết anh em của tao, mày muốn chết à? Nộp mạng đi. Giết một tên là đủ rồi. Ta vào, anh mau chạy đi, mắc kệ tôi. Thông báo điểm thuộc tính là đặt ngoài điểm, phản đối cái chủ gặp tình huống nguy hiểm. Bạn có muốn dùng 10 điểm thuộc tính không? Kích hoạt chiến sĩ cấp E. Liễu Tự Thiểm đồng ý hay từ chối? Đồng ý. Không ngờ điểm thuộc tính còn có tác dụng này. Chiến kỹ Liễu Tự Tập Thiểm cấp E chưa thành thạo, sơ nhập. Cảm giác này giống như đồ chọn nhẹ hơn rất nhiều vậy. Vậy cứ thử xem một chút uy lực của Tự Thiểm đi. Liễu Tự Thiểm sơ nhập. Chuyên quá gì vậy? Thần pháp này là một tay. Lão đại cứu em.
Cứu kịp à? Cảm nhận động tác của đối thủ, mình nắm rõ trong lòng bàn tay. Trước đây vì tốc độ không đủ, bây giờ mấy cái tên khốn này, các người đều phải chết. Nguy rồi. Lão Tam, mày sẽ được đi gặp hắn ngay thôi. Đã nhau quá dữ dội. May là trong thời gian thèn chốt học được liễu tự thiệm. Nếu không, hôm nay đúng là ngày dỗ rồi. À, là chiến sĩ vẫn tinh vận trung cấp mà môn minh giết ba tên đồng cấp. Hơn nữa, vừa mới đạt được liễm tự thiệm mà đã nắm vững rồi. Đây chính là tiên tài trong truyền thuyết sao? Ba cái tên này cũng giàu phết. À Phạm Thiên Ca, anh đã lợi hại như vậy rồi, có bao giờ nghĩ tới danh hạng nhất lượng liên kết hành động này không? Mục tiêu của từng khống Lê Hoàng Vũ của Lê Gia kia chính là hạng nhất. Lần tôi bị ám hại này, hắn ta không tránh khỏi trách nhiệm. Hạng nhất liên kết hành động à? Ở một nơi nào đó, ở núi Vũ. Mất liên lạc với ba cái tên truy sát tên nhãi bù bàng rồi sao? Vâng, thưa thiếu gia Hoàng Vũ, mất liên lạc với ba tên đó rồi. Nhưng có thể khẳng định là bộ bàng bị thương không nhà. Chỉ cần bộ bàng bị thương thì hắn ta không thể nào lọt vào top 10 liên kết hành động lần này. Điểm tích lũy của chúng ta là bao nhiêu rồi? Tính cả quái thú mà hai đội săn giết được thì thiếu gia đã có được hơn 300 điểm tích lũy. Tốt lắm, lần liên kết hành động này ta phải lập kỷ lục mới. Chỉ cần đạt được khen thưởng hạng nhất sau này để nhất thiên tại thành phố Kim không thuộc về ta thì chẳng còn ai được cả. Sao vậy Phạm Tiêu Ca? Nơi này không bình thường, quá yên tĩnh. Đàn mãng quái thú cấp E. Mật của đàn mãng xà là loại thuốc quý, thanh lọc gan sáng mắt, giá trị không nhỏ. Rắn à? Bằng chứng nhận điểm tích lũy liên kết hành động. Điểm thuộc tính chưa phân phối 24. Sau khi nắm vững tìm liễu tự thiểm thì đối phó với quái thú cấp E thật là dễ dàng. Pantica, anh từng lợi hại, hạng nhất lần tấn công này chắc chắn nắm chắc hơn rồi. Bàn tử, tại sao cậu và Lê Hồng Vũ lại để ý tới hạng nhất của liên kết hành động đến như vậy? Chỉ vì hư danh ư? Với cả giải thưởng hạng nhất có gì đặc biệt sao? Đương nhiên là khác nhau rồi. Giải thưởng hành động tốt hơn nhiều so với cái hạng thứ đó. Phan Tiêu Ca, anh đã từng nghe đến dị bảo chưa? Dị bảo? Dị bảo được phát hiện 2 năm nay, Phan Tiêu Ca. Không biết cũng là bình thường. Sau tinh võng chi dạ, đồng bộ biến dị đầu tiên khắp nơi xuất hiện quái thú, phá hủy trật tự vốn có của thế giới. Sau đó phát sinh ra dị biến ở loài người, chiến sĩ tinh võng ra đời từ đó. Dị biến thực vật thậm chí hơn chút, ngồi trở lên tươi tốt hơn, còn không có đặc trưng gì nổi bật, tới nỗi đa số loài người không cảm nhận được gì nhiều. Cho tới 2 năm trước, phát hiện ra một loại thực vật biến dị đặc biệt. Loại thực vật đặc biệt đó chính là dị bảo, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực chiến sĩ tình vẫn. Dị bảo vô cùng hiếm có, còn hiếm gặp hơn cả dị thú. Phần thưởng hạng nhất liên kết hành động có một hạt dị bảo cấp D. Nâng cao thực lực thần tốc, dị bảo lại hiệu quả và tác dụng thần kỳ như vậy ư? Hạng nhất liên kết lần này ít nhất cũng còn hàng nghìn điểm tích lũy nhỉ. Thời gian còn chưa tới 3 ngày, đi đâu săn giết quái thú như vậy đây? Phạm Tiêu Ca, việc này anh không cần lo, chúng ta sắp tới nơi rồi đó. Mùi máu tanh nồng nặc quá. Đồ nhẫn thiết hào làng quái thú cấp E. Hay lắm, số lượng đồ nhẫn thiết
Hào hạt trống, hào lan gần trăm con. Mà chỗ này phải còn nghìn điểm tích lũy, phải đạt được 100 điểm thuộc tính. Hạng nhất liên kết hành động trong tay rồi, còn có thể tiến đến chiến sĩ tình võng cao cấp nữa. Đây là địa điểm bí mật mà dùng binh công hội chúng ta phát hiện ra. Thế nào, Phạm Tiêu Ca, sang dưới đám sói này e là chắc chắn phần thắng đó. Vậy thì bắt đầu đi săn thôi. Tuy chân tôi không nhanh nhạy nữa, nhưng đảm bảo làm lá chắn thì không thành vấn đề. Điểm tích lũy 124, 134, 144. Nó hú lên gọi đồng bọn tới rồi. Gọi cả họ hàng của nhà chúng nó tới. Chúng đông quá, phải rút lui trước đã. Mấy con sói chúng mày đợi đấy, tối tao quay lại xử hết chúng mày. Hoàng Vũ Thiếu Gia, thế tổng hợp của hai đội còn lại cộng với điểm mà ngài đích thân giết, điểm tích lũy của ngài chắc đạt được 932 điểm rồi. Tới lúc kết thúc hành động chắc chắn có thể lên đến 1.000. Có thể lên 1.000 sao? Vậy hả, chẳng phải sẽ lập kỷ lục mới, sẽ liên kết hành động sao? Lần này ngắm chuẩn, bị hai đội lén giúp ta tích điểm, đúng là sáng suốt. Hành động liên kết của hành động lần này phải thuộc về ta. Bây giờ lấy mong cho tên tiểu bé, tên tiểu tử bồ đàn không bị làm sao. Đợi tới khi ta giành được hạng nhất rồi, muốn xem cái bán mặt thúi của hắn, sắc mặt nhất định rất thích thú đi. Tính đi tính lại thì có thể đổi được 1.014 điểm. Điểm tích lũy chỉ vừa mới hơn có 1.000, cảm thấy chưa chắc được hạng nhất. Không thể tin được hai đứa này nó lại lên điểm nhanh như vậy. Tiêu Phàm Ca yên tâm đi, vừa 1.000 điểm tích lũy chắc chắn là giành được hạng nhất, mà còn lập được kỷ lục mới. Không phải cậu nói Lơ Hoàng Vũ hạng nhất mà chuẩn bị thêm những đội khác tích điểm cho hắn hay sao? Nếu vậy 1014 điểm thực sự có thể giành được hạng nhất hay sao? Việc này Lê Gia cũng không dám làm quá lố đâu. Ngôi nhà bị phát hiện chắc chắn sẽ bị quân đội trừng trị đó. Nhưng đối phương không lựa chọn thủ đoạn thì 1.000 điểm tích lũy thực sự có chút hơi khó nhằn. Bên đó có một con, chắc là con vương rồi. Là ảo giác sao? Tại sao lại có cái loại cảm giác nguy hiểm bị theo dõi vậy ta? Tình đương chính là khá rồi, có thể ăn rồi. Fantica, nào chân sói này cho anh đó. Ngồi cháy trâu mồm đúng là mỹ vị. Cái năng nấu nướng của bồ bàng cũng không tồi đó. Sức ăn kinh ngạc như vậy, tư tứ này trông to như vậy. Ước mơ bình sinh của tôi chính là ăn các loại quái thú một lần. Thật muốn ăn một con sói đoạn nhận thiết cấp đề. Vừa nhắc thì cái tên hàm ăn này. Nhắc tới bố à, bố đưa thân tới cho tụi mày đây. Đây là sói đoạn nhận thiết, sao không giống chút nào vậy? Đương nhiên là không giống rồi. Đây là sói vườn nghiệp nhận cường, là tiến hóa của sói thiết hạo yêu thú cấp đề đó. Lông pha màu bạc và vàng, đây là dấu hiệu của việc sẽ tiến hóa lần nữa. Mà nó, đây là vương giả với thú cấp đề. Vương giả với thú cấp đề. Yêu mà bà, cậu chắc chắn cậu không nhìn lầm đây chứ, đừng có dọa tôi. Vương giả quái thú là chỉ là một loại cấp bậc để tiến hóa đến cực hạn, sẽ bước vào yêu thú cấp bậc cao hơn. Trong quái thú cấp bậc cùng cũng gần như là vô địch rồi. Sao tôi có thể nhìn nhầm chứ? Anh nhìn kỹ thế của nó đi, là với thú cấp đề thông thường có thể so sánh được hay sao? Cho dù ngay cả khi nó không có được sức mạnh của quái thú cấp C, nhưng e là cũng khó tiếp cận rồi. Chúng ta e là dưới sài còn tấu của người ta rồi. Đây là thù lớn không chết không dừng lại. Chạy. Ôi thịt của tôi. Mất kệ thịt của cậu đi. Mong cậu vừa hót cái gì mà muốn ăn thịt quái thú cấp đề đó. Bây giờ thì hay rồi, vương giả quái cấp đề kia kìa. Đó, nên ăn đi. Ây, tốc độ nhanh thật. Chí cũng nhanh gấp 2 lần con sói đoạn đào thiết hào đó. Không được rồi, như vậy sẽ bị đuổi kịp mất. Ui chà, chém trúng rồi.
Đào thường không đâm được gương, không hề bị thương. Thế có vậy mà cũng không đâm xuyên phòng thủ của nó. Nè, cẩn thận móng của nó đó. Có được điểm thuộc tính khi giết Thiết Hào là căn bản muốn dừng lại, đợi bản thân trụ định rõ ràng rồi mới dùng. Nhưng hiện tại không đổi được nữa rồi. Có phải sử dụng 10 điểm thuộc tính thăng cấp chiến kỹ đồ liễu tự thiểm không? Đồng ý thì từ chối. Đồng ý. Thuộc tính điểm trừ phòng phối 80 giảm xuống 70. Liễu tự thiểm tiểu thành. Lực tấn công của thú vườn giả gặp biệt quá đáng sợ rồi. Mình của hiện tại hoàn toàn không trụ nổi. Còn tiếp tục như vậy nó đánh trúng thì mình sẽ quẹo mất. Ai cũng được. Thân pháp hiện tại vẫn không bảo đảm. Mình phải thăng cấp tiếp được. Chiến kỹ đồ thành thục của Liễu Tự Thiểm vừa được thăng cấp trong thời gian ngắn, không thể cân cấp lên lần nữa. Ấy, cái hệ thống tồi tàn này, thời khắc quan trọng mà lại rớt liên kết. Thân pháp không thể thăng cấp, vậy thì hoàn toàn toàn lượng tích vào nhanh nhẹn hết vậy. Thuộc tính nhanh nhẹn đã đạt đến chiến sĩ tinh vẫn còn hạn, không thể thăng cấp nữa. Cái gì? Không thể thăng cấp nữa là cần đột phá cảnh giới chiến tướng tinh vận mới được. Có điều cũng đủ rồi. Phạm ca, mau chạy, mau chạy. Chạy à? Tên tạ Phạm, cấp bậc chiến sĩ tinh vận trung cấp, truy tề 45, thể chất 45, sức mạnh 45, nhanh nhẹn 99, điểm phân phối còn 21. Vũ khí tích cốt 25 kg, thuộc tính người dùng tăng 40, nhanh nhẹn 40. Đặc điểm thêm là kiếm quang phong hỏa, có được đặc tính mới đâm xuyên cấp E. Cảm thức sự cấp thiên phú trường kỹ, cảm ứng mọi biến hóa trong vòng đường kính 10 mét. Liễu Tự Thiểm tiến thành thần pháp trường kỹ, tốc độ và linh tính tăng cao. Dựa vào năng lực hiện tại, cho dù không thể chiến đấu chính diện với súc sinh này, nhưng tự bảo vệ thì không thành vấn đề. Mình phải thử một phen. Anh em nhớ đăng ký kênh nhiệt tình nhé. Thích cốt khởi động đặc tính kiếm hoàng phong thỏa. Thích cốt khởi động đặc tính đâm xuyên cấp E. Đặc tính thứ hai của thích cốt quá nhiều hữu dụng. Không rồi. Ây da. Một kiếm toàn lực của mình không hề làm hại được sói vườn. Quái thú cấp giả vườn địa thật đáng sợ. Cho dù là tính vẫn của thích kiếm đạo bạo phát, e là cũng không thể nên chuyện. Rút được đã. Chạy giữ mạng vẫn ok. Chắc là cắt đuôi được nó rồi. Nè, ăn một miếng thịt sói nướng cho đỡ sợ đi. Hả? Bây giờ con còn không ném thịt nó xuống đi à? Vẫn còn muốn bị con quái đó truy sát hay sao chứ? Ai thì nướng ngon như vậy vứt đi thì tiếc lắm. Không phải chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao? Ý các anh em, ở đây có hai tên tiểu tử bị thương nè, xem ra là bị thương không nhẹ đâu ha. Nhìn cái ba lô của chúng căn phòng lên như vậy, lần hành động này thu được không ít điểm đâu, chắc hẳn là không ít điểm tích lũy. Vừa thoát khỏi miệng sói thì đã gặp phải phiền phức. Tên nhóc này đúng là không phải mau quả trời sinh đó chứ. Hai cái tên nhãi vắt mũi chưa sạch này gặp phải chúng ta coi như là nó đen đi. Hai cái tên chiến sĩ tinh vẫn trung cấp này, ba tên chiến sĩ tinh vẫn sơ cấp. Mau giết nó đi. Những thứ trên người chúng mày ra đây, nếu không đừng trách anh em chúng tao ra tay độc ác. Lão đại, anh nói nhiều với hai thằng nhói đó là có gì? Giết luôn chúng nó rồi cấp sạch là xong mà. À đúng rồi, một thằng ống ẹo người đầy vết thương, một con lợn béo gãy chân, nhìn chướng cờ mắt, giết nó ngay đi. Ổng ẹo, lợn béo gãy chân. Các anh em, đã nói vậy thì hai thằng nhãi chúng mày xui xẻo rồi, giết chúng nó đi. Hai thằng nhãi con, ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Đừng có vùng vẫy nữa, sẽ không, không thì sẽ càng đau đớn hơn đó. Hả? Vụ gì? Chuyện gì vậy? Cái tên ống ẻo này sao lại lừa hại như vậy chứ? Ổng ẻo,
Dám gọi bốn thiếu gia là lợn à? Muốn chết sao? Hai vị đại nhân đại lượng đại thứ, tha cho chúng tôi có được không ạ? Điều tại chúng tôi có mất công trọng mà ở phải mới bị xin ý tha mạng. Nói ta là tên ổn mẹo chỗ nào giống hả? Dám chứ, ta là lợn, ta đánh cho chúng mày thành đầu lợn hết bây giờ. Đánh như con đồ vậy đó, thế là bị lột sạch sành sanh, chưa cho cái con đùi là hay rồi. Cái gì, đội này vơ và vơ vẩn thế mà 3 ngày liền chỉ có 150 điểm, nghèo thế còn biết. Nhưng cộng thêm điểm của mấy tên này nữa thì điểm tích lũy của Phạm Tiểu Kha nắm chắc hạng nhất xung kích liên minh hành động rồi. Hai người trung cấp, ba người sơ cấp trong liên minh hành động, đội như vậy mà cũng coi như là trung thượng rồi, sau 3 ngày chỉ có 150 điểm vậy. Không có gì lạ lắm cả, tuy quái thú xung quanh núi núi vô ưu nhiều nhưng phân bố không đều, kẻ nào không may mắn thì thậm chí 3 ngày 100 điểm cũng không điểm nổi. Cũng có một vài nhóm mạnh chiếm địa bàn với cả có hành vi giết người cướp của như nhóm vừa rồi, cộng thêm một vài nhóm nhỏ bí mật tích điểm thì trong liên kết hành động sắp nhóm sớp nhóm bí mật tích điểm, đây gọi là hành vi gian lận, nếu bị phát hiện sẽ bị quân đội trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng vì giải thưởng hậu hĩnh của top 10 thì vẫn có thế lực lén lút gian lận, đặc biệt là hạng nhất liên kết hành động lần này còn có cả giải thưởng dị bảo nữa hả? Bị cướp hết rồi nè, đây là để nhậu sống chết với quái thú sao hả? Đây là họ bị cướp sạch rồi. Làm tiêu ca, đây là cây bẫy. Các người là sống xạ của Lê gia. Đây chẳng phải là bộ bàn thiếu gia sao? Không ngờ chúng ta đầy há miệng chờ sùng lại tóm được cái tên mập này. Hai tên chiến sĩ tình võn cao cấp, đây là cái nhóm mà Lê gia lén lúc sắp xếp vào để quét điểm sao? Rắc rối to rồi đây. À không đúng, nếu là nhóm quét điểm chắc còn những người khác nữa. Hai chiến sĩ tên võn cao cấp kiểu xạ thủ, ba tên bắn nỏ lực với lực sát thương cực kỳ mạnh, trận đánh như thế này rất đáng sợ. Phạm Tiểu Kha, cẩn thận. Lìa ra các người, vì hạng nhất mà liên kết hành động nên phái các người bí mật quét điểm, tích điểm có đúng không? Vô liêm sĩ, các người đúng là không biết xấu hổ. Vô liêm sĩ, không biết xấu hổ. Cảm ơn những lời co cánh của con lợn mập nhé. Thế nào, là vô liêm sĩ, hôm nay đã tập dạy cho hai thằng nhãi chúng mày nhé. Ây da, lơ xích này có sức mạnh rất lớn. Tuyệt sát chi cục chấp 28. Liễu thứ thiểm. Hay lắm, vậy mà có thể thoát khỏi đòn tấn công của bọn tao, không tầm thường nha. Tao cũng thắc mắc, sao cái thằng ranh bồ bàng có thể thoát khỏi được truy sát lúc trước? Hóa ra ông già bồ hào của nó phái thằng nhãi này theo bảo vệ à. Tình hình không ổn, Lê Thành và Lê Xích hợp tác ăn ý, chỉ mỗi hai cái tên này thôi đã rất có đối phó rồi, cộng thêm ba tên công sĩ thực lực chỉ sĩ tình vẫn trung cấp này chứ, quá bất lợi với bọn mình rồi. À đúng rồi, Nguyệt Nhọn Thiết, Hào Lan Vương, nhại rành, thực lực của bọn mày được đấy, việc gì phải bảo vệ bồ bàng chứ, chết một cách uổng phí như vậy. Chỉ cần mày giao thằng nhóc bột bồ bàng này ra, bọn tao lấy danh dự nhà họ Lê ra đảm bảo sẽ thả mày đi. Anh Phạm, anh không phải đối thủ của bọn chúng, giao em ra đi. Chuyện này vốn không liên quan đến anh, không cần phải cuốn em vào. Lê gia, đồng lõa hãm hại cha mình. Mình với Lê Gia đã có thâm thù rồi, làm sao không liên quan đến mình được chứ? Anh Phạm à, thế này ổn chứ?
Nghe lời anh đi. Danh dự của Raja, hợp tác hành động cùng An Giang kiếm thêm điểm như vậy mà Lê Gia cũng dám nhắc đến danh dự à? Mày đến lừa con nít lên bà chắc. Cái con súc sinh không biết điều, cho mày vùi thay tại nơi này cùng con heo mập đó luôn. Chết. Bộ ba, bên trái giao cho cậu. Yên tâm, phòng ngự là sở trường của em. Thích cốt, đâm xuyên. Vũ khí của thằng nhãi này, cẩn thận thú hạch biến dị cấp E. Thú hạch biến dị cấp E, cái địch mà. Thứ đó còn quý hơn cả thú hạch cấp D mấy phần. Của ngon từ trên trời rơi xuống, không thể để nó chạy mất được. Đuổi theo. Sao tốc độ của nó nhanh quá vậy? Chúng ta tiếp tục đuổi theo tên này, có lẽ không kịp tổng kết điểm tích lũy hợp tác hành động rồi. Nếu như Hoàng Vũ thiếu gia ra tội thì hình như là già không đuổi theo nữa. Bồi cho anh thơ một cung nữa. Ám khí. Ôi, thúi quá. Cái mùi quái quỷ gì vậy? Đuổi theo, nhất định phải bấm vòng hoi cái thằng nhỏ đó ra. Có bảo anh ném thứ gì sợ mà bọn chúng phẫn nộ đến như vậy? À, đây là cất của quái vật chuồng hồi đó. Sao cậu lại mang theo cái thứ tóm lợn như vậy bên người vậy? Anh Phạm à, anh cũng hiểu rồi. Thì cái thứ này cực kỳ hồi thối, nhưng cái loại quái thú cùng né tránh không kịp. Một mình dạo nguy hiểm nơi hoang dã như thế này, những lúc quan trọng có thể dùng đến nó. Cậu thắng rồi. Giọt thôi. Khe núi này chỉ có một con đường, chúng nó một cánh cũng khó mà bay được. Tục qua rồi. Đầu của thằng nhái bồ bàng này cộng thêm vũ khí thú hạch biên dị, lần này chúng ta bội thu rồi. Có anh đẹp trai đang rình, điên để nó chạy mất. Đây, nghiệt nhẫn thiết hào lan vương, khí tức này là vương thú cấp D. Tiêu rồi, chúng ta bị thằng nhóc này dụ rồi. Vị trí của kẻ truy sát, vị trí của kẻ sát và người trốn chạy hoang đội trong nháy mắt. Mạnh quá. Con nghiệt nhẫn thiết hào lan vương này sắp tiến hóa rồi. Đúng là vườn thú cấp đi mà. Bắn vào mắt nó. Đó là điểm yếu của nghiệt nhẫn thiết hào lan vương đó. Đang chết con vườn thú đó chắc ngay lối ra duy nhất. Chúng ta chỉ còn cách giết nó thôi. Để ra ngoài rồi hẳn cho thằng nhãi đó, đáng ghét đó, đẹp mặt gì, kéo dạng khoảng cách khá triển thế trận. Tiến vào tới trọng phòng ngự nhanh thế à? Không hổ là đội săn tinh nhuệ. Lì và song xà được xe là cao thủ trong hàng chiến sĩ tinh vật cao cấp. Bọn chúng là anh em sinh đôi cực kỳ ăn ý đó. Còn thâm ba cung thủ sát, lực sát thường cao, giết chết quái thú cấp địa thông thường dễ như trò ăn bánh. Nhưng đây là nghiệt nhẫn hào lan vương, tuy vẫn chưa tiến hóa thành quái thú cấp C, nhưng cũng có thể gọi là vô địch trong số các quái thú cấp địa rồi. Đủ để bọn chúng khổ cực một phen. Bọn chúng tự tìm thôi, lũ chó lì già. Tốc độ của con súc sinh này nhanh đến thế à? Lực công kích thật là đáng sợ. Bắn. Nhưng tôi chết rồi, con quái thú này quá thông minh. Nó biết phải ra tay với cung thủ tầm xa trước. Lão đại, dùng tới thứ đó không? Hết cách rồi. Dây trỗi thú, hai tên này có hàng xịn sò như thế luôn à? Dây trỗi thú à? Dây trỗi thú tự chế tạo từ thú hạch của quái thú cấp D, hòa lẫn vào gân tuột của quái thú cấp C.
nghe công nghệ chế tạo cực kỳ phức tạp, thuộc vào hàng trân phẩm trong số vũ khí tinh vận cấp D. Sở dĩ trời thú đồ khó trong việc sàng bắt quái thú thì giảm đi rất nhiều. Đây cũng là vũ khí chiến đấu tinh vận dùng để đối phó với quái thú cao cấp. Nhưng lúc này, cùng nhau ra tay giết chết cùng quái thú này. Chiến kỹ hợp kích cấp E, song xạ lùng trảm. Kỹ năng chiến đấu hợp kích của hai người, uy lực của nó còn mạnh hơn cả kỹ năng chiến đấu cấp D nữa. Đủ để chém đứt cái lớp lồng, cái lớp da lồng cứng như thép của lằn vương. Tiêu rồi, nghiệt nhẫn thiết hào lằn vương sẽ không bị mấy cái tên cúng nạn này giết chết rồi chứ. Thở dốc rồi. Một đứa, hai đứa. Sao lại? Đội trưởng lừa xích đối phó Lý Tân luôn. Tê ra thằng mẹ giết. Chết mày. Khởi động đâm xuyên. Bị thương nặng như vậy có lẽ là lần vườn sẽ không cầm cự được bao lâu đâu. Cho dù không có đồn nào, có đồn vừa rồi, thiên nhiên nhẫn thiết lan hào vườn cũng sắp ngổn rồi. Sừng xoáy của nó là vũ khí mạnh nhất, vừa cũng là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể nó. Tự đoạn sừng chẳng khác gì tự sát cả. Hai cái thần rèn con này, sợ không biết lúc đầu nên dốc toàn lực giết chết chúng mày. Tính ra ta phải cảm ơn hai anh em chúng mày đi. Trước lúc chết còn tặng tao cho một phần quà lớn đến như vậy. Một con vương thú cấp đề, cộng thêm một sợi dây trụi thú. Dựa vào thực lực của chúng mày chắc cũng đã tích hơn 300 điểm rồi nhỉ. Món quà này lớn thật đấy. Nếu như là Hoàng Vũ mà biết chúng tao, chúng mày tặng cho bọn tao một phần quà lớn đến như vậy, thì có lẽ suy nghĩ gì đây? Ai tóm lại là cái tên lừa khốn Hoàng Vũ, đừng mơ tới cái hạng nhất của lần hợp tác này. Hai thằng tranh cột, dù là mũi bọn tao cũng không bỏ qua cho chúng mày. Câu cuối cùng ra ra đi. Ai cuối cùng hai tên phiền phức này đã chết rồi. Y chất 45, tinh thần và nhanh nhẹn 45, nhanh nhẹn 99, thuộc tính chưa phân phối là 22-28. Tiếp theo đời nghiệt nhẫn thiết hào lăng vương. Màu đuổi theo, con súc sinh này đáng giá lắm đấy. Còn có gì trối thú nữa? À đúng rồi, không thể để nó chạy mất được. Em muốn nắm tử thịt của vườn thú cấp đi. Ôm mồm, cái miệng quái của cậu đừng có mở ra mở vào những lúc thế này chứ. Chúc mừng ghi chủ đã giết chết vườn thú cấp đề, đạt được 5 điểm thuộc tính. Làng vườn chết rồi. Anh Phạm, lần này chúng ta kiếm được món mồi ngon rồi. Đây là vườn thú cấp đề đấy. Ngồi những nguyên liệu trên người nguyệt nhẫn thiết hào làng vườn, còn lấy được sợi dây trối thú nữa, cũng hơi to lắm rồi đó. Anh Phạm à, thịt của những bộ phận đó các anh cắt cho Hoàng Mỹ tỷ nhà em cũng phải mang đi hiếu kính với trà đó. Nguyên liệu vườn thú cấp đề có giá từ hàng triệu đô trở lên. Lớp da của làng vườn rất đắt đỏ, giá cũng phải vài triệu. Ai đặc biệt là sừng nghiệt nhẫn làng là quý giá nhất, đó là nguyên liệu tuyệt phẩm để đúc tạo ra vũ khí cấp đề đó. Chỉ bàn về giá trị thôi thì tất nhiên không thể nào so sánh với thu hoạch cấp đề, nhưng cũng đã rất sắp xỉ chục triệu rồi. Ai phát tài rồi, chập mắt sở hữu chục triệu trong tay, thêm cái dây truy thú nữa chứ. Hai, wow, anh Phạm, anh tính thử nghiệm liệu tích điểm của bọn lê gia sông xạ mang theo rồi à? Tổng cộng 320 điểm đó. Anh không chỉ đạt được hạng nhất mà có thể hợp tác thành động lần này, mà còn phá cả kỷ lục trước giờ nữa. Sao huyệt của nguyệt nhẫn thiết hào lan vương. Anh Phạm à, vậy chúng ta vào trong xem đi, có khi bên trong có đồ ngon đó. Đây là... Không phải chứ, chỗ này từng xảy ra chiến tranh hay chuyện gì vậy? Hình như cái đám quái thú này cán giết lần nhau định chết. Nhìn dấu vết chiến đấu này có lẽ đã vài năm rồi. Lẽ nào lúc núi Vũ U vừa mới xuất hiện biến dị thì động vật biến thành quái thú? Nơi đây đã xảy ra chiến tranh giữa bọn chúng. Đáng tiếc, xương cốt của lũ quái thú này hầu như đã mục rửa hết rồi, khó mà làm nguyên liệu tịch điểm được. Tuy xác của chúng đã thôi rửa nhiều nhưng cũng phải được hơn 300 điểm. Nó chạy xuống. Đây là dấu vuốt của nguyệt nhẫn thiết hào lăng vương, hình như là nó muốn bò lên trên. Chẳng lẽ trên đó có nguyên do lũ quái thú này cắn giết nhau không? Anh Phạm, chân em bị thương rồi vẫn chưa khỏi, hay là anh lên trên xem thử? Được thôi.
Sắp lên tới đỉnh rồi. Hả? Đàn đàn thú thú. Đây là cái khổng lồ biến gì? Cái loài nào đây? Nhiều hồ điêu chiếm giữ như thế này, thật là không đi đâu được. Chắc chắn cái cây khổng lồ này có nguyên nhân khiến cho lũ quái đó cắn giết lần nhọc. Mà lấy nào cái cây đó là có gì bảo? Luôn khí tức này cũng đáng sợ hơn cả nhiệt nhẫn thiết hào lan vương nữa. Quái thú cấp chiến tướng sao? Trước khi thằng lên cấp chiến tướng, mình không thể nào đối phó được với con quái thú trên cái cây khổng lồ biến gì đó được. Đồn đón quân lối vào núi Vũ Ù. 72 tiếng, đếm ngược kết thúc. Hợp tác hành động đã kết thúc. Bạn tin điểm, dư hy tâm điểm 500 điểm. Điểm còn tâm điểm kim thời là mì. Bây giờ hạng nhất của bạn tin điểm đã đạt tới 526 điểm rồi. Không biết lần hợp tác hành động này có lập được kỷ lục mới hay không. Hai năm nay, quân đội thành phố Kim Ninh xuất hiện nhiều cao thủ. Rất có thể là hạng nhất. Đợt hợp tác này sẽ rơi vào tay cấp dưới của tổng chỉ huy Ngụy. Lão cáo già đây. Quỹ chiến trực thuộc Hiệp hội đánh thừa thành phố Kim Ninh tuổi tác 25 tuổi. Thực lực chiến sĩ tinh võng cao cấp. Lô Hoàn Vũ thân phận Lê Gia thành phố Kim Ninh tuổi tác 24 tuổi. Thực lực chiến sĩ tinh võng cao cấp. Quỹ chiến Lô Hoàn Vũ. Những đối thủ đáng gồm trong đợt hợp tác hành động lần này. Hạng nhất đợt này chắc sẽ thuộc về một trong hai người bọn họ. Mình đã về. Không biết điểm số của ai có cao hơn nữa, có lập được kỷ lục mới hay không. Nhìn nhìn không ra luôn đó. Mấy ngày nay mệt mỏi quá, người ngỗng gầy hết cá rồi nè. Quay về đồn đúng giờ, xịt nữa thì không kịp rồi. Đồng thế chuyện này phải cảm ơn phần quà lớn hà nệm nhà họ Lê đã tặng cho chúng ta đó. May mà nhìn thấy được cái giày dị thú cộng với hai thanh kiếm ngắn cấp E làm công cụ. Đầu người giữa nhánh cây, nó mới qua được và dàn tăng tốc độ quay về kịp lúc. Ồ, anh Trần ngầu lội tóc đen cầm con dao và quý chiến à. Còn tên hóng hết bên kia chính là Lê Hồng Vũ à. Quý chiến, thiên tài của quân đội thành phố Kim Ninh, chiến sĩ tinh võng cao cấp 25 tuổi. Cái tên quý chiến này chuyên nghiên cứu các đao kỹ mang tính quần công. Sở trường của anh ta là đối đầu với hoài nhóm. Ứng cử viên sáng giá cho hạng nhất trong đợt hợp tác hành động lần này. Huyền não. Quý chiến về rồi. Ồ là quý chiến kìa. Ồ quý chiến cũng tham gia. Hoàng Vũ thiếu gia. Vẫn chưa có tin tức của Lơ Xích và Lơ Thành. Có lẽ bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó ngoài muốn rồi. Cái lũ vô dụng đó. Cho dù gặp chuyện ngoại muốn cũng phải liều chết chuyển nguyên liệu tích điểm về chứ. Nếu vì bọn chúng mà thua quỷ chiến, cho dù bọn chúng sống sót trở về, ta cũng sẽ giết cuộc chúng luôn. Quỷ chiến tổng điểm 746, dư hy. 746 đã là số điểm hiếm có trong hợp tác lần hành động từ xưa đến nay rồi. Kỷ lục hợp tác hành động là 817, cũng là lần duy nhất vượt mốc 800 điểm. Có khả năng là hạng nhất của đợt hợp tác hành động lần này thuộc về quỷ chiến rồi. Không hổ là quý chiến, thiên tài thế hệ của mới của quân đội thành phố chúng ta. Cái tên quý chiến này không tầm thường. Không hổ là đối thủ lớn nhất trong một lần hợp tác hành động lần này. May mà đợt này mình đã chuẩn bị đầy đủ. Tuy thiếu mất một phần điểm của đội Lê Xích và Lê Thành nhưng kiểm tra đi, tôi còn phải rời đi vội nữa. Vâng. Bạn tỷ điểm, Lơ Hoàng Vũ tổng điểm 813. Quý chiến tổng điểm 746, dư hy 526 điểm. 813 điểm. Chỉ thiếu 4 điểm nữa thôi đập phá kỷ lục rồi. Lô Hận đúng là thiên tài xuất sắc nhất của nhà họ Lê. Ẩm chắc cái hạng nhất đợt này rồi. Sau hôm nay e rằng danh hiệu đệ nhất thiên tài thành phố Kim Ninh sẽ bị Lô Hoàng cướp mất rồi. Xin lỗi nhé quý chiến, cậu rất xuất sắc nhưng bạn thiếu già giật mất cái hạng nhất của lần hợp tác hành động lần này đây. Lô Hồn Vũ, tôi biết anh ta. Lưu Hà Đặng cũng dám ngán đường bản thiêu già, đánh chó gãy chân nè. Tôi xin lỗi. Những người chưa nộp nguyên liệu tại điểm, động tác nhanh nhẹn lên. Bản thiêu già còn muốn về nhà tắm rửa cho thoải mái nữa.
Tổng điểm 813. Đây là thu hoạch của bạn thiếu gia. Mau đi tổng kết đi. Đây là nguyên liệu tích điểm của người này à? Ừ, nhiều nguyên liệu quái thú quá. Thế nào, nguyên liệu quái thú của tiểu gia có vấn đề? Cô ấy là bồ bàng con trai của hội trưởng bộ hào đó. Ai sao lại quên mất cái tên tiểu thiên tài này chứ? Không biết lần này cô ấy tích được bao nhiêu điểm đây. Bồ bàng, thằng nhái này không hề hỏi nhiều. Lệ xích và lừa thành mãi không có tin tức, chẳng lẽ có liên quan tới thằng súc vật này? Ô Lê Hoàng Vũ à, thấy tiểu gia không sao, anh thất vọng lắm có đúng không? Thằng nhái nhà mày, sống chết thì có gì hay mà tao phải thất vọng chứ? Nhưng mà tao nghĩ có lẽ lần này mày cũng chẳng kiếm được bao nhiêu điểm đâu nhỉ. Nhìn mày thì chắc bị thừa mấy ngày rồi. Điểm số của tôi sợ là anh chẳng tưởng tượng nổi đâu. Này, đã tổng kết xong nguyên liệu của tôi chưa? À bộ tiêu già, câu đợi một chút nữa, bọn tôi làm xong ngay đây, xong ngay đây. À, đã tính xong rồi, bộ bạn thiếu già, điểm của cậu là 835 điểm. Cái gì, 835 điểm, chẳng phải vượt qua Lê Hoàng Vũ ư? Sập đầu bảng tích điểm sao? Đâu chỉ thế chứ, mọi người quên mất kỷ lục lần trước là 817 à. Bộ thiếu già đã phá mất cái kỷ lục luôn rồi. Xem ra, bộ bạn thiếu già mới thực sự là đệ nhất thiên tài của thành phố Kim Ninh chúng ta. Thế nào, nằm mơ anh cũng không nghĩ tới thiếu già ta sẽ tích được nhiều điểm hơn. Anh có đúng không? Lê Hoàng Vũ à, khi nãy đắc ý sớm quá đấy. Tiêu bà công nhờ hắn nhất, lần này là bị cậu cướp mất. Bồ bà, hạng nhất được hợp tác hành động lần này thuộc về mày rồi. Chúng ta cứ chờ mà xem. Ai à, con chỉ có con thôi. Chút điểm của tôi có đáng lệ làm gì đó hạng nhất chứ? Quán quân lực này tôi quên lão đại của tôi cơ. Anh Phạm à, mau lấy thu hoạch của anh ra đi, để bọn họ mở mang tầm mắt. Tên đó là ai vậy? Sao trông quen quá vậy? Người này là thành viên của hiệp hội đánh thù à? À, làm phiền à. À, đã tổng kết xong rồi, tổng cộng 810 điểm. Đây là hạng nhất mà mày nói đi hả? Tuy 810 điểm quả thật là còn ít, nhưng vẫn chưa đủ giành hạng nhất nhỉ? Hơi vội cái gì chứ? Anh Phạm đừng giấu bảo bối nữa, anh mau lấy ra đi. Phiền các anh đánh giá luôn cái này nhé. Nè, các anh phải xem cho thật kỹ vào đấy. Đây là răng nanh của vườn thú cấp đề Nguyệt Nhẫn Thiết Hào Hoàng Vương đấy. Nhìn xem đáng giá bao nhiêu điểm. Nhớ đừng có lẫn lộn thành quái thú cấp đề thông thường nha. Bồ bàng, mày đừng có nói bừa nữa. Mày biết vườn thú cấp đề nghĩa là gì không? Vườn thú cấp đề sao thế được chứ? Nếu là vườn thú cấp đề thật là kinh rồi. Nó đã gần đạt với chiến tướng rồi đấy. Bồ bàng thiếu gia yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ kiểm nghiệm thật kỹ cả. Đang giám định. Không sai, là răng nanh của Nguyệt Nhẫn Thiết La Thiết Hào Lan Vương. Và lại nhìn dấu vết lần lượng bên trong đúng là vườn thú cấp đề thật. Kết quả giám định vườn thú cấp đề Nguyệt Nhẫn Thiết Hào Lan Vương. Làm sao có thể chứ? Làm sao có chuyện đó được? Có cả kiểu thiên tài đáng gờm như vậy không? Trong cô ấy có vẻ chưa tới 20 tuổi có đúng không? Xác nhận đúng thú vườn cấp đề thì tốt rồi. Các anh nói xem nó đáng giá bao nhiêu điểm? À, chuyện này hợp tác hành động chưa bao giờ xuất hiện vườn thú cấp địa. À, chúng tôi cũng không biết nên tính bao nhiêu điểm thì thích hợp. Chúng tôi phải báo lên cấp trên để cấp trên quyết định. Răng nanh của vườn thú cấp địa, nguyên liệu tịch điểm chưa bao giờ xuất hiện trong các lần hợp tác hành động. Hay sao lại thế được? Thằng nhái này vắt mũi chưa sạch mà đã giết được quái thú cấp địa rồi sao? Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ đây, tuyệt đối không thể nào thằng nhái này giết được. À, đó là nguyên liệu tịch điểm lừa thành xích báo cáo 2 ngày trước. Lê Thành, Lê Xích bị hai thằng nhãi này giết rồi. Cúp nguyên liệu tích điểm của mình góp vào điểm của nó. Không thể nén giận nổi. Họ nhất lần này vốn dí tôi với bán thiếu gia. Cái thằng nhãi đó gàng gian lận. Dựa vào cái số sức của một mình nó làm sao có thể giết được vườn thú cấp đề chứ? Tôi muốn chỉ quân đội thẩm vấn nó. Người đâu bắt tên gian lận này lại? Lê Hoàng Vũ, anh lại dám ra lệnh bắt người ở địa bàn của quân đội. Đúng là oai phong quá nhỉ. Khoảng cách gọn thế này, mình dốc toàn lực kích phát tích đốt công thơm liễu thiểm, liễu tứ thiểm, chiến sĩ tình vận cao cấp, không chết thì cũng tàn tật. Khởi động cảm trì, muốn nửa nhà họ lừa chúng mày nửa nhà họ tả tao. Tao sẽ tính lãi với mày trước. Chuyện gì thế này, sao đó nhìn lại có cảm giác rượt tóc gáy như vậy? Chuyện gì vậy? Đây là...
Khí tức này là chiến tướng. Tổng chỉ huy căn cứ quân sự U Ngụy Thần Sơn, hội trưởng hiệp hội đánh thừa Kim Ninh Bồ Hào, còn cả gia chủ Lì Già Lì Chúng, ba cao thủ cấp chiến tướng. Chỉ mỗi khí tức trên cái cây thường này đã đẩy lui được mình. Đây là sức mạnh của cao thủ cấp chiến tướng sao? Lì Chúng, cái lão già khốn nạn ăn cháo đá bát này, tả phạm. Thằng nhóc này không phải là đồn đón quân với U Cấm đánh nhau, ai dám hành động thì quân đội có quyền đã chết kìa đó. Tổng chỉ huy thằng nhái đang gian lận, dựa vào sức của nó làm sao có thể giết chết vương thủ cấp địa chứ? Tôi yêu cầu điều tra nó. Một người bình thường làm sao có thể giết được viên thuốc, giết chết được vương thủ cấp địa? Hồng Vũ nói rất phải, chuyện này đúng là cần phải kiểm tra. Chẳng phải tổng chỉ huy Ngụy và nhà họ Lê luôn âm thầm đấu đá với nhau, sao lại thiên vị Lê Hồng Vũ chứ? Ngu lờ, mày cứ đợi đi, chỉ cần quân đội tiến hành điều tra, bản thiếu gia có nhân chứng đội trắng thầy đen chứng minh mà gian lận. Căn cứ quân sự núi Vũ Âu xưa tới này luôn rất là công bằng, nó muốn kiểm tra thì kiểm tra hết một thể. Tôi muốn xem ai dám giở trò gian lận trong hợp tác hành động này. Ai, tôi không có ý kiến, chấp nhận điều tra. Điều tra đi tổng chỉ huy Ngụy à, nhất định phải điều tra cho kỹ càng. Tiêu rồi, nó bị tra ra hai đội còn lại, nhất định Lê Thành và Lê Xích rất có khả năng đã chết trong tay thằng nhãi này. Tổng chỉ huy Ngụy à, Hồng Vũ trẻ tuổi kiêu ngạo, nhất thời không nhận thua nó mới nhất thủ. Theo tôi thấy thì không cần điều tra đâu, cậu thấy đúng không hội trưởng bộ? Đây là khu vực trực thuộc căn cứ quân sự bộ U, người có bộ mổ sẽ không gây chuyện trên đất của người khác đâu. Tất cả nghe theo ý của tổng chỉ huy Ngụy. Nếu hội trưởng bộ và gia chủ Lì Già đã nói như thế rồi, vậy thì để ta quyết định đi. Nguyên liệu của quân thủ cấp địa chưa bao giờ xuất hiện trong hợp tác hành động này, ta đặt ra tiêu chuẩn nhé. Nguyên liệu tích điểm của vườn thú cấp địa 500 điểm. Bạn tích điểm tả phạm tổng 1310 điểm, bộ bạn tổng 835 điểm. 1310 điểm à, kỷ lục mới của hợp tác hành động. Hồi sợ là sau này không có một ai có thể phá vỡ được kỷ lục này rồi, khủng khiếp quá rồi. Tả phạm là người mới của hiệp hội đánh thừa Kim Ninh à? Hiệp hội đánh thừa lại có một thiên tài rồi. Khá lắm nhóc, có thể giết được vương thủ cấp đề, hậu sinh khảo ý mà. Tổng chỉ huy Ngụy à, tôi cũng ăn hơn thôi, dựa vào sức một mình tôi thì không thể nào đối trực diện giết chết được vương thủ cấp đề đâu. Người anh em, con thú gia nhập quân đội của bọn ta không? Căn cứ quân sự Vũ Âu bọn ta rất cần những nhân tài như cậu, chỉ cần cậu gia nhập thì ta đứng ra trao tận quân hàm tượng tá, đồng thời xếp cậu vào kế hoạch bồi dưỡng tinh anh của quân đội. Cái gì, tôi không nghe nhầm chứ? Tổng chỉ huy Ngụy đích thân mời, còn bằng lòng trao tặng quân hàm tượng tá. Quầy cái kế hoạch bồi dưỡng tinh anh quân đội mới gừa gớm kìa, cả năm cả Hậu Quốc cũng chỉ có 100 người, hạt giống chiến tướng quân Trần Chính đấy. Này, tổng chỉ huy Ngụy à, lôi kéo người có hiệp hội đến thuê ngay trước mặt tôi, xem như là tôi không tồn tại sao? Tên nhóc này là nhân tài quan trọng của tôi, cậu đừng hòng cướp mất. Chúc mừng hội trưởng Bù Hào, hiệp hội đánh thuê lại có thêm một nhân tài. Khi nãy cháu nhà thật thú để xin lỗi, cũng là để chúc mừng hợp tác hành động lần này kết thúc thành công. Ba ngày sau, nhà họ Lê chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc, hy vọng các vị có mặt ở đây đều đến tham dự. Nhà họ Lê xin cáo từ trước. Chà, hai thằng súc sinh đó lén giết chết Lê Xích và Lê Thành, cướp mất nguyên liệu tích điểm vốn thuộc về con. Hạng nhất cô được hợp tác lần này phải là của cô mới đúng. Chà, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn nó, nhất là cái thằng nhái tả phạm kia. Im miệng, mày đúng là vô dụng. Lúc hành động mày nên điều động cả ba đội trừ khử thằng rành đó. Tả phạm, thằng con trai khốn nạn của tên kia, năm xưa có tưởng thằng nhái đó đã chết bất xác rồi chứ? Nếu mày dám đến thành phố Kim Ninh thì tao sẽ cho mày có đi mà không có về. Đừng có quan tâm đến cái lũ khốn nhà họ Lê nữa, anh Phạm à. Chúng ta vào căn cứ quân sự Vũ U để nhận thưởng trước đi. Đúng vậy, nhận thưởng. Đá, phần thưởng gì bảo dành cho người đứng đầu cực kỳ nguy hiểm đó, phải nhận tới tay mới yên tâm. Cuối cùng cũng vào được căn cứ quân sự Vũ U. Cách sắc mà cha núi nằm ở trong khu vực cấm của căn cứ quân sự, có chạm vào nó được không đây? Chấp tì bà ba. Căn cứ quân sự Vũ U, không hổ là vùng quân sự trọng yếu, căn cứ quân sự số 1 số 2 ở miền Nam Hoa Quốc, lực lượng phòng ngự thực tế còn nghiêm ngặt hơn gấp 10 lần.
Những gì mình đã quan sát trong nửa tháng qua, lúc trước có địch lén lút vào thế chẳng khác nào tìm được chết. May mà không làm gì vậy. Đến rồi. Nhiều người được nhận phần thưởng tích điểm đến như vậy à? Những người nằm trong top 100 của hợp tác hành động đều được nhận thưởng do quân đội phát ra. Chỉ có phần thưởng của 10 người đứng đầu mới hậu hĩnh. Những người sắp sau đều tính là vào giải là có tham dự. Nhưng mà những người tham gia hành động không triệt đâu. Ngoài nguyên liệu tích điểm ra, thì những bộ phận đáng tiền trên người quái thú đều không cần phải nộp lên, có thể bán lấy tiền. À, xin chào. Những người nằm trong top 10 mời sang bên này. Tổng chủ hy nghị sĩ đích thần phát thưởng. Tổng chủ hy họ đến rồi. Vào đi. Tổng chỉ huy nghị. Đây là phần thưởng cho lần hợp tác hành động lần này của các cậu. Bên trong là một thẻ chứng nhận của cố vấn an toàn và tấm chi phiếu. Đây là thẻ cố vấn an toàn. Còn nó là có thể vào khu vực cấm của căn cứ sao? 3 triệu tiền thưởng. Ôi phát tài rồi, phát tài rồi. Em đã có thêm tiền tiền vặt nữa rồi. 2 triệu. Đúng lúc đang thiếu tiền cho tàu vũ khí tinh vọn cấp địa. 8 triệu. Wow, nhiều như vậy sao? Phần thưởng của hạng nhất được hợp tác lần trước nhiều nhất cũng chỉ được có 5 triệu. Lập kỷ lục. Cộng thêm giết được vườn thú cấp địa thì nâng tiền thưởng lên 8 triệu là hợp lý mà. Nếu như cậu ta phải bằng lòng gia nhập vào quân đội, tiền thưởng trực tiếp có thể lên đến hàng chục triệu. Còn cả ưu đãi ngụ phong phú khác nữa. Hay lúc nào ông chú Ngụy này cũng muốn đục khoét hiệp hội đánh thuê. Mình phải trông chừng cho kỹ. Không thể để ông ta leo cố lôi kéo anh Phạm vào quân đội được. Nợ việc bố sẽ đập chết mình mất. Cảm ơn tổng chỉ huy nghị. Hiệp hội đánh thuê đối xử với tôi rất là tốt. Thất lòng xin lỗi. Tổng chỉ huy nghị à, chứ đừng có quên mất cái phần thưởng đặc biệt của hạng nhất nhé. Duy bảo không phải là chú không muốn trao tặng đi chứ. Hay chú nhỏ mọn đến thế à. Đây là phần thưởng đặc biệt dành cho hạng nhất của đợt này. Cảm ơn tổng chỉ huy nghị. Đây chính là Duy bảo ư? Dị bảo mới được phát hiện trong số các thực vật biến dị 2 năm trở lại đây thôi. Cực kỳ hiếm có. Hiệu quả của dị bảo thì có mọi người khác thì quy định của quân đội. Có muốn uống ngay để tiện cho việc quan sát tình hình không? Không để ngăn chuyện ngoài muốn xảy ra, có thể tiến hành chữa trị ngay tại chỗ. Qua dị bảo này không chứa độc tố gì đã chứ? À, chuyện này thì không nói chắc được. Dù sao thì dị bảo cũng mới được phát hiện chưa lâu. Chẳng ai dám khẳng định là nó có độc hay không. Dì bảo dùng để làm phần thưởng lần này đã được kiểm nghiệm qua rồi, không gây hại cho cơ thể người. Có điều mỗi người uống dì bảo sẽ có thể có mức độ gia tăng khác nhau. Chúng tôi sang đây chủ yếu là để thu thập số liệu kịp thời. Hóa ra là như vậy à, làm tôi giật cả mình. Còn tôi uống dì bảo vào sẽ nguy hiểm tới tính mạng đi chứ. Đây. Không có cảm giác gì cả. Anh Phạm mà vị của nó thế nào? Ngọt hay mặn giống kẹo mứt hay là giống thịt viên vậy? Hai thằng nhóc này cháu nói cái gì thế? Món đồ rất quý giá, làm gì có cái chuyện bố cháu đưa cho cháu uống chứ. Ai uống thì uống rồi đó, nhưng cũng chỉ là một hai lần, còn là cấp ép thấp nhất nữa. Quả quý cấp đề này thì từng nói là uống đến tay cháu thấy còn chưa thấy bao giờ nữa. Ai tôi nuốt rồi không cảm thấy được mùi vị gì cả. Xác nhận cái chỗ đã sử dụng dị bảo cấp đề, hệ thống bắt đầu chuyển hóa 100% tác dụng. Chuyển hóa 100% tác dụng nghĩa là sao đây? Xác nhận ghi chủ đã dùng dị bảo cấp địa, hệ thống bắt đầu chuyển hóa 100% tác dụng. Dị bảo cấp địa hoàn thành chuyển hóa 1% tác dụng. Ký chủ nhận được sức mạnh cộng 20, khả năng hồi phục cộng tới 10%. Sức mạnh 45 cộng 20 bằng 65. Bị động khả năng hồi phục 10%. Quay sức mạnh cộng 20 tăng 20 điểm sức mạnh trong chớp mắt. Khả năng hồi phục cộng tới 10%. Có nghĩa là sau này tốc độ hồi phục của trạng thái cơ thể có thể sẽ nhanh hơn. Một quả dị bảo cấp đề mà đã tăng mạnh mẽ đến thế này rồi. Đúng, quả thật là bảo bối mà. Và dị bảo này tăng hẳn lên 20 điểm sức mạnh. Sao lại nhiều như vậy được chứ? Cùng một lô dị bảo tổng cộng phát hiện ra 5 quả. 4 quả trước đều đã được sử dụng. Nhiều nhất chỉ tăng lên 13 điểm sức mạnh thôi. Hay một lần tăng hẳn 20 điểm sức mạnh. Tiết kiệm biết bao nhiêu là việc thời gian vất vả tu luyện. Đối với chiến sĩ tình võng, sau khi lên đến cao cấp cần sang giết quái phú liên tục. Tôi luyện kỹ năng chiến đấu mới có thể nâng cao về mọi mặt, tinh thần, thể chất. Dị bảo giúp thực lực được nâng cao nhanh chóng, là ước mơ và khát khao của mỗi chiến sĩ tinh vẫn. Sức mạnh nhanh nhẹn, đặc biệt là đối với những chiến sĩ tinh vẫn sắp đột phá hoặc là đang bị những dị bảo lại càng quý giá hơn. Bọn họ không
nhắc đến hiệu ứng bị động khả năng hồi phục cộng 10%. Vậy là mình vừa mới có được một vị khó điểm kiểm tra hả? Hay là vì do tác dụng đặc biệt quá? Qua quá trình chuyển hóa 100% hiệu quả mang lại ta. Được rồi, con vẫn thưởng theo kỹ năng chiến đấu. Thì theo ta đến khu vực cấm của càn cử, tới đó chọn chiến kỹ. Lựa chọn chiến kỹ trong khu vực cấm sao? Quá tốt. Chấp thì bà Tư nhé. Bộ này một chấp thì cũng khá dài, đến tận 7 phút lận. Các khu trong khu vực cấm được phân chia theo thứ tự của chữ số đứng phía trước. Có lẽ là cái xác mà bố mình nhắc tới chỉ nằm trong khu vực cấm này. Cái xác số 99-63. Nít xác nhận thân phận thành công. Bộ bạn à, quý chiến cát nằm trong top 10, cũng giành được phần thưởng là chiến kỹ cấp D, nhưng chỉ được chọn một trong số 3 kỹ năng chiến đấu đã chỉ định thôi. Các cậu biết quy tắc này chứ? Tất nhiên là biết rồi, chú Nghị à, chú nhanh lên đi. Là cơ quan vũ trang của quốc gia, quân đội nắm giữ nhiều kỹ năng chiến đấu quý hiếm nhất. Cho dù chỉ định được lần này, quân đội cũng đã đưa ra rất nhiều chiến kỹ lợi hại nhất trong số các kỹ năng chiến đấu cấp D. Lần này chọn một trong 3 thứ là kiếm pháp, đao pháp và thần pháp, các cậu tự chọn đi. Không ngờ có cả trảm làng đao pháp, kỹ năng bậc cao trong số các kỹ năng đao pháp cấp D, có thể phát huy tốt thực lực của mình. Kỹ năng thần pháp này rất hợp với tôi. Tạ Phạm, cậu đứng nhất trong đợt hợp tác hành động lần này, đồng thời cũng phá được kỷ lục tích điểm nên làm phần thưởng. Bọn ta quyết định phá lệ mở hết danh sách các kỹ năng chiến đấu cấp D của quân đội cho cậu tùy ý trong một kỹ năng trong số đó. Hay làm thế cũng được à, sao bỗng dưng cảm giác kỹ năng trong tay mình không còn thơm được nữa nhỉ? Không hổ là quân đội, sở hữu nhiều chiến kỹ cấp D thật. Kỹ năng cấp D của sở giao dịch giá rất là cao. Mỗi khi có kỹ năng nào xuất hiện thì giá đã bán trên 10 triệu trở lên. Rìu gió xẻ đất, đây là kỹ năng tiến cấp từ kỹ năng sở trường rìu gió phá núi của Hạ Đàm à. Nghe nói Bắc Họa Quyền phối hợp với gần tay ở giáp xa thuộc tính lửa, có thể xuyên thủng với lớp phòng ngự quái thú cấp D một cách dễ dàng. Bao nhiêu kỹ năng cấp D thế này, mình nên chọn cái nào đây ta? Anh nhẫn lưu quan kiếm. Hả? Thiết minh sơ lược, kỹ năng cấp D, kỹ năng kết hợp giữa kiếm và tốc độ, tu luyện đến đại thành thì đường kiếm vô hình nhìn như ánh sáng. Anh lưu nhẫn quan kiếm chính là nó rồi. Nếu trong lúc hành động mà có được anh quản lưu nhẫn kiếm thì có lẽ việc đấu với Nguyệt Nhẫn Thiết Hào Lần Vượng sẽ suôn sẻ hơn. Kỹ năng kiếm pháp này rất hợp với mình. Tổng chỉ huy Nghị, tôi chọn kỹ năng này. Anh nhẫn lưu quan kiếm à, không ngờ cậu lại chọn kỹ năng này. Tạ Phàm, có biết chọn thật đó. Anh nhẫn lưu quan kiếm được mệnh danh là đệ nhất kiếm pháp cấp D, uy lực của nó sánh ngang rất nhiều với kỹ năng các chiến đấu cấp sơ. Nhưng cũng do vậy mà độ khó tu luyện cực cao, vô số người đã thất bại khi tu luyện nó. Cậu phải cân nhắc cho kỹ càng. Ai, khó với người khác tôi, anh văn của tôi là ai chứ, phí lời. Không sao, tôi chọn nó. Mình cầu thống chiến thần dùng điểm thuộc tính thần cấp kỹ năng, không cần bận tâm đến vấn đề để độ khó về tu luyện nữa. Anh nhẫn lừa hoàng kiếm là kỹ năng của riêng quân đội, không được phép truyền ra ngoài. Quy chiến, cậu đưa bọn họ ra ngoài trước đi. Vâng, thưa tổng chỉ huy. Tạ Phạm, quy chiến phía bên đó là chỗ nào vậy? Sau khi trở thành cố vấn an toàn của căn cứ, có thể tùy ý ra vào khu vực cấm ở căn cứ không vậy? Giấy chứng nhận hạ đẳng, nét trộm và lúc phan. Trở thành cố vấn an toàn của rồi, cũng phải xin phép khi ra vào khu vực cấm. Còn bên đó cậu nhớ kỹ là phải thăng cấp thành chiến tướng rồi mới được vào căn phòng đó. Từ số 80 trở đi. Phòng từ số 80 trở đi là khu vực cấm có sân khấu luyện chiến tướng. Nơi đó hơi xịn sò nha. Để đột phá lên chiến tướng thành công rồi thì với cái chức vị cố vấn an toàn, các cậu có thể xin phép vào đó tu luyện định kỳ. Chỉ có quân đội mới có sân huấn luyện à. Chiến tướng gì trong tương lai khi thực lực đạt đến cấp chiến tướng, tôi nhất định phải đến đó trải nghiệm rồi. Trở thành chiến tướng là có cơ hội vào đó rồi à? Tốt quá, có cơ hội đi sâu vào khu vực cấm rồi. Tòa nhà hiệp hội đánh thừa Kim Ninh. Lần hợp tác lần hành động này, hiệp hội đánh thừa chúng tôi đã được một phen nửa mày nửa mặt. Không hổ là con trai ta, cả Trắc Phàm nữa, cậu cũng chơi đẹp lắm. Nào Tiêu Phàm, đây là tiền thưởng của hiệp hội đánh thừa 12 triệu, gộp chung với tiền thưởng của quân đội là vừa chẳng. Wow, cảm ơn hội trưởng bộ. Ây, ngài cách sáo quá. Không hổ là hiệp hội đánh thừa, thành phố Kiên Định, vung tay một phát là phát triển nóng thẳng 12 triệu ngày, đúng là hào phóng. Bộ à, con mang thịt lang vương về rồi, chúng ta mau về nhà ăn thôi.
Anh Phạm đến lúc đó anh cũng ghé qua ăn tối cùng nhé. Vậy lát nữa anh về sân huấn luyện trước đã, lát nữa anh sẽ sang. Liên anh nhận lời quan kiếm trước đã. Tân nhóc ta Phạm này, sao chẳng thèm nói năng một tiếng, đã chạy đi đâu mất rồi? Ai uổng công lúc trước mình lo lắng cho cậu ấy đến thế. Cái lũ chó lừa già này lại dám rờ tới với bà nhi của bố. Ai bố à, lần này mà không có anh Phạm là con trai bố chẳng thể quay về được đâu. Bố nhất định phải lấy lại thể diện giúp con đó. Tất nhiên rồi, lão già lì chúng đó, còn thằng con hiền nhát của lão Lê Hoàng Vũ nữa, bố quyết không bỏ qua cho bọn chúng. Vẫn còn 33 điểm thuộc tính chưa phân phối. Nếu cộng vào tinh thần tê chất, sức mạnh sẽ đột phá lên chiến sĩ tinh vận cao cấp, thì vẫn còn thiếu 2 điểm nữa. Tạ Phạm chiến sĩ tinh vận trung cấp, tinh thần 41, tê chất 42, vũ khí thịt cốt sức mạnh 45, nhanh nhẹn 50, khả năng hồi phục cộng thêm 10%, kỹ năng cảm trì sơ cấp, liễu nhất thiểm cấp E tiểu thành. Anh nhẫn lưu hoàng kiếm cấp D chưa kích hoạt. Điểm thuộc tính chưa phân phối 33. Anh nhẫn lưu hoàng kiếm cấp D nhập môn, kỹ năng kiếm pháp D, tăng nhẹ tốc độ kiếm và lục kiếm, giảm nhẹ kiếm mình, đồng thời có 5% tỷ lệ chém ra kiếm màng kép. Đã đạt đến mức độ nhập môn ảnh nhẫn lưu quan kiếm rồi. Thử y lực của nó xem. Uy lực và tốc độ của thịt cốt tăng lên 20% rồi. Đấy mới là mức độ nhập môn thôi đó. Tiếng vùng kiếm cũng nhẹ đi rất nhiều. Điều này rất ít khi đối đầu với kẻ địch. Khởi động kiếm quang mang kép. Vùng 20 nhà kiếm, tỷ lệ kích hoạt kiếm mang kép đúng bằng 5%. Nếu kích hoạt trong lúc thực chiến có thể giành được chiến thắng có một cách bất ngờ. Không hổ là kỹ năng cấp D. Chỉ mới nhập môn mà thực lực của mình đã tăng lên 30% rồi. Nếu như bây giờ đối đầu với Nguyệt Nhẫn Thiết Hào Lăng Vương, chắc chắn mình có thể đánh được. Hồi phục thể năng nhanh thật đó. Đây là tác dụng của 10% bao gồm sao? Nếu vậy thì sức bệnh trong lúc chiến đấu của mình lại cao lên rồi. Kiểm tra thực lực kết thúc. Tiếp theo, đi xử lý chiến lợi phẩm trong đợt hợp tác hành động lần này rồi. Nguyên liệu quái vật của mình có lẽ sẽ bán ra được khá tiền. À chị Như, sao chị lại ở đây? Sau khi quay về, thằng nhãi nhà cậu chẳng thêm chào hỏi chị lấy một tiếng mà đã chuồn đi đâu mất tầm. À làm gì có, em đang đi tìm chị đây, có quà cho chị nè. Quà gì thế? Ấy, anh Phạm vừa về hiệp hội đánh thuê mà đã chạy tới sân huấn luyện ngay, đâu đâu ra thời gian đi mua quà chứ. Lúc ở trên núi Vũ Êm đã muốn tặng quà cho chị rồi đó, cho chị nè. Mất nửa ngày trời mới phát hiện ra cái này đó. May mà khi ấy tiếng tấy nhặt về một ít. Em nghĩ chị sẽ thích nên mang về. Ừ, đẹp quá. Cảm ơn cậu nhé Tiểu Phạm. Chị rất là thích món quà này. Một hòn đá vớ vẩn mà khiến chị vui vẻ như vậy, không hổ là anh Phạm của mình. Qua đỉnh mình phải học hỏi thêm nhiều rồi. Đi thôi. Chị Như đi đâu ăn cơm à? Ai đến rồi cậu sẽ biết thôi. Khu Trung Vũ Uy thành phố Kim Minh. Khu nhà ở an toàn nhất thành phố Kim Ninh. Thị trấn khu nhỏ có thể ngăn được đợt tấn công của các đợt thú. Đây chính là khu chung cư Vũ U của thành phố Kim Ninh à. Nghe bảo đây là khu an toàn nhất ở thành phố. Đúng là danh bất hư truyền. Đây đó là tất nhiên rồi. Ngoài đảm bán danh của ba thế lực lớn ra thì khu chung cư U Vũ là an toàn nhất đó. Chẳng biết cả ngay thành phố Kim Ninh có bao nhiêu người khao khát muốn vào ở đây, nhưng mà 70% nhà đất ở đây được cung cấp cho thành viên tình anh của hiệp hội đánh thuê chúng ta đó. Có cả sân huấn luyện chuyên dụng dành cho chiến sĩ tình võng, đầy đủ quá. Khu chung cư Y Vũ này thật tốt ha. Nhưng chắc là giá ở đây cao nhất ở thành phố Kim Ninh rồi. Sau đêm tận thế, những khu nhà ở sở hữu lá chắn phòng ngự rất được ưa người ưa chuộng. Dù gì thì mạng sống là thứ quý giá nhất. Giá nhà ở vùng lân cận trung tâm thành phố mỗi mét vuông từ 200.000 trở lên, khu chung cư Y Vũ có khi phải gấp đôi cao hơn rồi. Một căn nhà trăm mét vuông phải 40-50 triệu. Hay với số tiền trong tay, đến một nửa căn nhà trăm mét vuông thôi cũng chẳng mua nổi. Ừ. Đây, người này sao nhìn quen mắt vậy? Hình như đã gặp ở đâu rồi. Bạn thiếu gia, cô Như, chắc hẳn vị này là anh Tạ Phạm. Hay đúng là tuổi trẻ tài cao. Đây là tài liệu liên quan tới nhà đất của anh, mời anh kiểm tra. Hả? Đây là nhà của tôi. Vừa nghĩ tới thôi, đang suy nghĩ về vấn đề này đã có được nhà rồi. Đúng thế Tiểu Phạm, sau này cậu có thể ở nơi này miễn phí. Để cậu thăng cấp lên chiến tướng rồi. Nếu cậu bằng lòng ở lại thành phố Kim Ninh thì tặng luôn cậu căn nhà này.
Tin tạ như cậu gia nhập hiệp hội đánh thuê thì tất nhiên sẽ được hưởng phúc lợi thế này. Nếu gia nhập quân đội cũng được đãi ngộ như thế thôi. Ai như thế này cũng quá khô trương rồi. Có cả chuyện tốt như thế này ư? Tổng diện tích căn biệt thự này phải tới 400 mét vuông, tính theo giá cả thì cũng phải hơn là 200 triệu. Anh Phạm thế nào? Anh hài lòng chỗ này chứ? Cảm ơn mọi người, Tiểu Bạn, chị Như. Đi, nó đã được chọn nhà rồi thì bây giờ đi mua lễ phục thôi. Hai ngày nữa cũng phải tham gia việc bữa tiệc do Lê Gia tổ chức đó. Cậu là người đứng đầu trong đợt hợp tác hành động lần này, không thể làm mất mặt hiệp hội đánh thuê được. Mua sắm, đi mua sắm cùng cô gái à? Ai thôi xong rồi, chỉ như là bà chúa mua sắm đó. Nè, hai người nhanh lên đi. À, biết rồi. Ai, cổ tuần. Ba ngày sau, tổng bộ Lê Gia. Nơi này chính là tổng bộ của Lê Gia. Bây giờ gờ gớm quá nhỉ. Tôi bay ở con tài nhiều. Tàu bay con tài nhiều. Khi nào có thì ở đây là lên tiếng cho bạn xem nhé. Chấp mới nhất rồi, 35. Chúc bạn ngày mới tràn đầy niềm vui sức khỏe. Bảo vệ sức khỏe là chính.